Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rồi sau đó niệm màu. Trong ngày một cái khóa thiền cầu con đã nghe thấy chuyện trị tụng. Mình tại Như Lai nghĩ niệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hãy ý hỏi về pháp môn tịnh ấn. Quyển 11. Lại nữa, Đại Bồ Tát hãy ý. Lại có hai pháp ở trong đại thừa có thể thường làm. Một, tinh tấn tu bài giác chi. Hai, thâm tâm thuyết giảng pháp giác chi. Lại có hai pháp khó làm. Một, không trú tận trí. Hai, đạt trí nhẫn vô sinh. Lại có hai pháp thường làm. Một, khéo hành chánh đạo. Hai, khi biết phi đạo mà không làm. Lại có hai pháp khó làm. Một, tu hướng đạo trí. Hai, an lập chánh đạo. Lại có hai pháp thường làm. Một, tùy thuận pháp duyên sinh. Hai, lìa kiến nhị biên. Lại có hai pháp khó làm. Một, khi biết nhân nhiễm, duyên nhiễm của tất cả chúng sinh. Hai, khi biết nhân tịnh, duyên tịnh của tất cả chúng sinh. Lại có hai pháp thường làm. Một, biết rõ việc của ma. Hai, xa lìa việc ma. Lại có hai pháp khó làm. Một, xa lìa các ma. Hai, khiến các ma quy phục. Lại có hai pháp thường làm. Một, pháp đã tận lại không chỗ tận. Hai, pháp vô tận mà không thể tận. Lại có hai pháp khó làm. Một, hiểu rõ xưa nay vô tận. Hai, quán rõ sát na hoại diệt của các pháp. Lại có hai pháp thường làm. Một, từ mới phát tâm liền quán sát đại bồ đề tràng. Hai, quán sát bồ đề tràng nên không thích thừa khác. Lại có hai pháp khó làm. Một, lúc mới phát tâm là liền xuất sinh dân bồ đề tràng. Hai, trí khởi các tâm thiện mà không chấp giữ. Lại có hai pháp thường làm. Một, đoạn các sự cho kẻ sinh tử tương tục. Hai, người có thiện căn tương tục khiến họ phát tâm không sinh chán nản. Lại có hai pháp khó làm. Một, hoặc có phương phần hoặc không phương phần, tất cả đều đem hồi hướng bồ đề vô thượng. Hai, tuy hồi hướng bồ đề mà luôn khởi tâm quán rõ đều như pháp huyễn. Lại có hai pháp thường làm. Một, khiến khắp chúng sinh quán bồ đề. Hai, chúng sinh đã quán bồ đề thì khiến họ quán giải thoát. Lại có hai pháp khó làm. Một, quán sát bồ đề là bình đẳng nên chúng sinh cũng bình đẳng. Hai, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, tinh tấn không mỏi mệt. Lại có hai pháp thường làm. Một, phát tâm như lý mà quyết trạch tất cả các pháp thiện. Hai, phát tâm đại bi để chúng sinh vào đạo niết bàn. Này hãy ý, đó là hai pháp ở trong đại thừa mà thường làm. Lại có hai pháp ở trong đại thừa rất khó làm. Một, vô sinh mà sinh. Hai, vô khởi mà khởi. Đó là hai pháp ở trong đại thừa rất khó làm. Lại nữa này hãy ý, có ba pháp làm tăng trưởng đại thừa. Những gì là ba? Một, phát tâm bồ đề, tăng tu thiện căn. Hai, được thiện trí thức, thâu nhận không hề sinh chán mệt. Ba, kiến lập đại bi mà không thoái chuyển. Lại có ba pháp làm tăng trưởng đại thừa. Một, siêng tu chánh hạnh, thắng thắng hạnh. Hai, quán sát các hành. Ba, ở trong thắng hạnh vì các chúng sinh mà khéo thành tục. Lại có ba pháp. Một, dừng chỉ tâm sân tham. Hai, hành thí xã rộng lớn. Ba, hồi hướng bồ đề. Lại có ba pháp. Một, tự thức tập tịnh giới. Hai, theo hộ người phá giới. Ba, hồi hướng bồ đề. Lại có ba pháp. Tâm, một tâm không chướng ngại. Hai, chúng sinh sân hận khiến họ được thanh tịnh. Ba, hồi hướng bồ đề. Lại có ba pháp. Một, tinh tấn không mệt. Hai, có thể hộ trì chúng sinh biến giác. Ba, hồi hướng bồ đề. Là có ba pháp. Một, sinh theo thiền định. Hai, không đắm chấp nơi thiền định. Ba, hồi hướng bồ đề. Là có ba pháp. Một, xuyên cầu đa văn. Hai, như đa văn mạc quan sát. Ba, hồi hướng bồ đề. Lại có ba pháp. Một, khởi tâm từ nơi duyên chúng sinh. Hai, khởi tâm từ nơi duyên pháp. Ba, khởi tâm từ nơi không duyên. Là có ba pháp. Một, khởi tâm bi nơi việc làm của chính mình. Hai, khởi tâm bi vì việc làm của người khác. Ba, khởi tâm bi vì lì nhị biên. Lại có ba pháp. Một, xin cầu trí tự lợi. Hai, xin cầu trí lợi ta. Ba, xin phát khởi tinh tấn tự lợi và lợi ta đều viên mãn. Lại có ba pháp. Một, biết trí quá khứ đã qua. Hai, biết trí vị lai chưa đến. Ba, trí hiện tại trú pháp giới. Lại có ba pháp. Một, khởi từ phương tiện với chúng sinh chánh định. Hai, khởi từ giải thoát với chúng sinh bất định. Ba, khởi từ đại cứu độ với chúng sinh tà định.
là có ba pháp: một, đắc thọ, đắc lạc thọ, nên thân nghiệp thông dong; hai, khéo hộ người khác, nên lời nói dịu dàng; ba, hành dụng trái nghiệp, nên tâm nghiệp bao dung, là có ba pháp. Một, tùy tu quán bất tịnh, như đối với chúng sinh hành tham không hề sinh lòng chán ghét. Hai, tùy tu quán từ tâm, như đối với chúng sinh hành sân không sinh lòng chán xa. Ba, tùy tu quán duyên sinh, như đối với chúng sinh hành si không hề sinh lòng chán ghét. Lại có ba pháp. Một, vì lợi ích mà tu tấn hạnh. Hai, hoan hỷ thường biết đủ. Ba, luôn luôn trong lặng không hề diệt não. Lại có ba pháp. Một, giữ gìn chủ nghe. Hai, đặt văn cú tổng trì. Ba, nhập trí thánh đoạn trừ, đoạn dứt việc trước sau. Lại có ba pháp. Một, vì thấu giữ bài thánh tài nên không hề thiếu thốn. Hai, vì pháp vô thí vô ngại để có thể hành đại xã. Ba, vì tất cả tài lợi vì chia nhiều phần để thí xã nên thường đắc đại phú. Lại có ba pháp. Một, vì tánh đế nên nhập thánh nghĩa đế. Hai, vì chân thật nên không hư dối. Ba, vì chân thường nên không biến đổi. Lại có ba pháp. Một, tự biết nay mình phải làm gì. Hai, biết chúng sinh sẽ phải làm gì. Ba, biết thời, hiểu rõ các phần vị của thời và phi thời. Lại có ba pháp. Một, uẩn và pháp uẩn đều bình đẳng. Hai, giới và pháp giới bình đẳng. Ba, quán xứ như hư không. Lại có ba pháp. Một, không hủy hoại nhân quả. Hai, khéo trưởng dưỡng các duyên. Ba, cùng nhau hòa hợp thể nhập. Lại có ba pháp. Một, không trái nghịch với Phật. Hai, không hủy bán pháp. Ba, không khinh mạng chúng tăng mà thường tôn trọng cung kính đối xử. Lại có ba pháp. Một, dừng tâm, dừng chỉ tâm tam. Hai, xa lìa nơi sân. Ba, hiểu rõ về si. Lại có ba pháp. Một, nhập thế tục đế. Hai, nói tướng chân thật. Ba, hiểu rõ thắng nghĩa đế vô trụ. Lại có ba pháp. Một, đối với chúng sinh không khởi khinh mạng. Hai, đối với anh la hán thường sinh tôn kính. Ba, không bị sự đoạn phục buộc của phiền não. Lại có ba pháp. Một, không nhiễm dục giới. Hai, không thích sắc giới. Ba, không tham đắm vô sắc giới. Là có ba pháp. Một, đối với suy chê trách khổ tâm không tự ti. Hai, đối với lợi khen đề cao vui tâm không tự tôn. Ba, không nhiễm tám pháp của cõi đời, giống như núi tu chi an trú bất động. Là có ba pháp. Một, các căn ẩn mật. Hai, khéo hiểu các cách xử. Ba, khéo điều phục tâm. Lại có ba pháp. Một, kiến lập phần vị công đức. Hai, có thể xa lìa phần vị lầm lỗi. Ba, ở nơi mọi phần vị luôn khéo thắng tấn. Lại có ba pháp. Một, nội tâm khởi trí thắng thượng. Hai, thâm tâm khởi trí sai biệt. Ba, theo phương tiện khởi trí an lập. Lại có ba pháp. Một, định thanh tịnh rồi đắc giới học thắng thượng. Hai, tuệ viên mãn rồi đắc tâm học thắng tăng thượng. Ba, giải thoát viên mãn rồi đắc tuệ học tăng thượng. Lại có ba pháp. Một, lạc thọ đoạn trừ tam ái. Hai, khổ thọ đoạn trừ sân hận. Ba, không khổ không lạc đoạn trừ cho mình. Lại có ba pháp. Một, tuy chuyển nhân mà vô gia hạnh. Hai, tuy chuyển phiền não mà vô phân biệt. Ba, tuy chuyển ba cõi mà không nguyện. Lại có ba pháp. Một, quyết rạch nơi không xa lìa các kiến. Hai, quyết rạch về vô tướng, dừng chỉ tầm tứ. Ba, quyết rạch về vô nguyện, ba cõi tịch diệt. Lại có ba pháp. Một, nhãn thức không. Hai, cảnh sát lìa tánh. Ba, nhãn thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, nhị không. Hai, cảnh thanh lìa tánh. Ba, nhị thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, tỷ không. Hai, cảnh hương lìa tánh. Ba, tỷ thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, tỷ không. Hai, cảnh vị vô tánh. Ba, thiệt thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, thân không. Hai, cảnh xúc lìa tánh. Ba, thân thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, ý không. Hai, cảnh pháp lìa tánh. Ba, ý thức vô trú. Lại có ba pháp. Một, mật tu nơi giới. Hai, khéo hộ nơi định. Ba, quyết rạch ở tuệ. Lại có ba pháp. Một, tu niệm gìn giữ chánh pháp.
2. Tu tuệ quan sát lâu bền. 3. Tu hành biết rõ nghĩa hành. Là các bài pháp. 1. Tùy trú trong thanh đế của thanh văn mà nói pháp giải thoát. 2. Tùy trú nơi pháp duyên sinh của duyên giác mà nói pháp giải thoát. 3. Tùy trú nơi các thánh hạnh của sa ba la mật của Bồ Tát mà nói pháp giải thoát. Là các bài pháp. 1. Xả, nghĩa là xả thí tất cả cho bông. 2. Đại xả, nghĩa là xả vợ con tôi tớ quyến thuộc. 3. Cực xả, nghĩa là xả đầu mắt chân tay của thân. Là các ba pháp. 1. Hộ trì chánh pháp. 2. Hộ trì các pháp sư thuyết pháp. 3. Hộ trì pháp đại thừa. Là các ba pháp. 1. Không làm cho sinh tử thương tục. 2. Giác ngộ lỗi lầm của sinh tử. 3. Xa lìa nghiệp tội của sinh tử. Là các ba pháp. 1. Tâm không bị ngăn chê mà cái nhận chánh pháp. 2. Tâm không tùy niệm mà tu an tọa. 3. Dùng tâm xuất ly mà tu hành chân chánh. Là có 3 pháp. 1. Chỗ nghe nương nơi nghĩa. 2. Quán sát dựa vào trí. 3. Giải thoát dựa vào pháp. Là có 3 pháp. 1. Bậc Đa Văn thích ở vắng lặng. 2. Trú trong vắng lặng rồi tác ý sâu bền. 3. Tác ý tương ơn sâu bền mà có thể thấu đạt các pháp bình đẳng. Là có 3 pháp. 1. Cung kính bậc trí. 2. Thịnh phấn bậc đa văn. 3. Hộ trì bậc tu định. Là có 3 pháp. 1. Không dùng tâm đắc lợi mà hành pháp thế. 2. Đối với người tánh pháp, dùng tâm từ thâu nhận. 3. Khởi chỗ làm hiện tiện của tâm nhất thiết trí. Là có 3 pháp. 1. Tâm bình đẳng nên chúng sinh bình đẳng. 2. Không có chủng chủng tính nên các pháp bình đẳng. 3. Trí bình đẳng nên chư Phật bình đẳng. Là có 3 pháp. 1. Trí biết 3 đời bình đẳng. 2. Tuệ rõ tâm giải thoát bình đẳng. 3. Tọa ngộ 3 cõi bình đẳng. Là có 3 pháp. 1. Khéo quan sát các hành là vô thường là khổ. 2. Khéo quan sát các pháp vô ngã. 3. Khéo quán niết bàn vắng lặng. Là có 3 pháp. 1. Vì tâm nguyện chân thật nên trú rốt ráo. 2. Chỗ nghe chân thật như lý tu hành. 3. Tâm địa chân thật nên phát sinh thắng tuệ. Là có 3 pháp. 1. Tôi đã tạo không hề che giấu. 2. Tôi chưa tạo ngăn chừa không khởi. 3. Tất cả nghiệp tội hiện có đều sám hối diệt trừ. Là có 3 pháp. 1. Xa lìa việc làm ác. 2. Xa lìa tùy miên. 3. Xa lìa nghi hoặc. Là có 3 pháp. 1. Thích ở chốn vắng lặng. 2. Xa lìa tham ái. 3. Phát khởi pháp thiện. Lại có 3 pháp. 1. Trú pháp nhẫn sâu. 2. Thuyết vô lượng pháp. 3. Thông đạt biện tài tất cả xứ. Là có 3 pháp. 1. Chỗ nghe quyết định tổng trì. 2. Được Phật gia trì biện tài. 3. Các chỗ thuyết pháp được thánh hiền thâu giúp. Là có 3 pháp. 1. Mới phát tâm bình đẳng như mặt đất. 2. Các hành rốt ráo, các hành tương tục. 3. Tu chuyển các tưởng mà trú nơi bất thoái chuyển. Là có 3 pháp. 1. Chỗ nghe viên mãn thành tựu pháp nhẫn. 2. Nghĩ về sự thành tựu pháp nhẫn mà không đổi mất. 3. Đạt được pháp nhẫn vô sinh. Lại có 3 pháp làm tăng trưởng đại thừa. 1. Tuệ cùng với phương tiện hòa hợp tu các đạo hạnh. 2. Đại từ đại bi hòa hợp thành thục cho chúng sinh. 3. Tinh tấn không phóng dật hòa hợp hộ trì chánh pháp. Này hãy ý, đó là 3 pháp làm tăng trưởng đại thừa. Lần nữa này hãy ý, có 4 pháp làm tăng làm chướng ngại ở trong đại thừa. Những gì là 4? 1. Lãnh hội đều 6 ác, nghĩa là tìm học các sách vở của ngoại đạo. 2. Không nghe nhận tạng chánh pháp sau ba la mật của Bồ Tát. 3. Tâm mạng tăng thượng khởi các nghiệp ma. 4. Nghiệp chướng theo đuổi hủy bản chánh pháp. Là có 4 pháp làm chướng ngại ở trong đại thừa. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Ngu si. 4. Phi não đầy dẫy không cầu công đức của pháp thiện. Là có 4 pháp. 1. Đố kỵ kẻ khác để mình được lợi. 2. Vô định được gần gũi với các pháp sư. 3. Khởi tuệ thống lợi làm việc lợi ích theo kiểu cuồng vọng. 4. Dùng tâm không thật làm chuyện hư dối. Là có 4 pháp. 1. Đối với bạn lành mà nghĩ tưởng là bạn ác. 2. Đối với bạn ác mà tưởng là bạn lành. 3. Ở trong phi pháp mà nghĩ tưởng là chánh pháp. 4. Ở trong chánh pháp mà nghĩ tưởng là phi pháp.
lại có bốn pháp. Một, thường khởi tâm keo kiệt. Hai, thấy người ăn xin liền khởi tâm tổn hại lầm lỗi. Ba, bố thí rồi sinh tâm luyến tiếc. Bốn, khởi tâm trái nghịch giới nhất thiết trí. Lại có bốn pháp. Một, theo tâm dục hành thí. Hai, tâm lỗi lầm hành thí. Ba, tâm bố thí tâm sợ hãi. Bốn, bố thí tâm ngu si. Lại có bốn pháp. Một, dự cầu danh tiếng mà bố thí. Hai, dự cầu lời khen tốt mà bố thí. Ba, cầu tiếng thơm mà bố thí. Bốn, dự cầu khen ngợi mà bố thí. Lại có bốn pháp. Một, về tình nghĩa mà bố thí. Hai, vì có lý do mà bố thí. Ba, bố thí vì sợ mà ám. Bốn, không tự tay bố thí. Lại có bốn pháp. Một, dùng vật thô bố thí. Hai, bố thí mà không trân trọng. Ba, bố thí không cung kính. Bốn, bố thí mà khởi tăng thượng mạng. Lại có bốn pháp. Một, dùng dao bén bố thí. Hai, dùng độc dược bố thí. Ba, pháp thí không có phép tắc. Bốn, bố thí do tâm tổn hại. Là có bốn pháp. Một, đối với người trì giới mà sinh lòng sân hận. Hai, đối với người phá giới không hề giúp đỡ mà khởi tâm tổn hại họ. Ba, sự tu giới của mình thường bị tạp loạn. Bốn, đối với người thuyết giới mà khởi lòng sát hại. Lại có bốn pháp. Một, thích cầu tài lợi dầu cho gian khổ. Hai, nếu được tài lợi mà không chia phần đồng đều cho kẻ khác. Ba, không muốn người đạt được lợi dưỡng. Bốn, chính mình được lợi mà không hề biết đủ. Lại có bốn pháp. Một, thân luồn cuối không có đạo hạnh oai nghi. Hai, lời nói quanh co không thật. Ba, tâm khúc mắc tạo tác các tội. Bốn, tất cả chỗ khúc mắc là vì không nuôi dưỡng thân mạng một cách thanh tịnh. Là có bốn pháp. Một, đối với người đồng trú đại thừa khởi tâm sân nhuệ. Hai, vì tăng thượng mạng nên không thể hiểu rõ các việc ma. Ba, nghe điều chẳng chân chánh thì liền vui làm. Bốn, nghe các điều thiện công đức thì sinh phiền não. Là có bốn pháp. Một, vì kiêu mạn đã không thể gần gũi chánh pháp. Hai, đối với pháp sư thuyết pháp không khởi lòng tôn trọng. Ba, đối với phụ mẫu sư trưởng thân giáo sư không sinh lòng quy kính. Bốn, thân tâm hung dữ, các chỗ khởi làm thường sinh lòng trái nghịch. Lại có bốn pháp. Một, xiển giữa đức hạnh của mình. Hai, che giấu đức hạnh của người khác. Ba, bị ngã mạn tiêu đốt. Bốn, hung dữ sân hận. Là có bốn pháp. Một, biến nhát. Hai, hôn trầm. Ba, không chánh thuận. Bốn, chấp trước. Là có bốn pháp. Một, không điều phục. Hai, không tịch tỉnh. Ba, không ẩn mật. Bốn, không nhu thiện. Là có bốn pháp. Một, còn cạn cợt mà đi vào quốc thành sấm lạc. Hai, không đủ giới uẩn mà cầu lợi dưỡng. Ba, không giữ danh oai nghi mà vào nhà nữ nhân. Bốn, không rố định tâm đẳng dẫn để thể nhập căn tánh chúng sinh. Là có bốn pháp. Một, không thể xuyên tu bốn giới pháp. Hai, xả bỏ sự thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Ba, hủy bán chánh pháp không hề hộ trì. Bốn, đối với người thuyết pháp là sinh lòng quấy nhiễu. Là có bốn pháp. Ngu, một ngu si thường sinh đa dục. Hai, sân hận thích làm các việc lỗi lầm. Ba, tham ái không sinh lòng biết đủ. Bốn, cầu lợi tâm thường không chán. Là có bốn pháp. Một, bất tính nên thường trạo cử. Hai, thân còn bản ác không chán bỏ nghiệp tội. Ba, biến trễ làm giảm mất pháp thiện. Bốn, phóng dật nên việc làm thiện căn đều tiêu mất. Là có bốn pháp. Một, không thể quan sát bên trong nên thường không khổ. Hai, tội giải không sáng tỏ nên thường không thẹn. Ba, ngang bằng với nghiệp vô gián nên không biết tri ân. Bốn, tương đối với tha nhân
đã không làm lợi ích mà chính mình còn đánh giết họ, còn vu khống cho kẻ khác. Lại có bốn pháp: một sân, hai phận, ba hận, bốn hại. Lại có bốn pháp: một lừa dối chư thánh, hai không hộ chư thánh, ba khinh mạng thí chủ, bốn đối với a la hán khởi tăng thượng mạng. Lại có bốn pháp: một thân nghiệp không thể thanh tịnh, hai ngữ nghiệp không thể khéo giữ gìn, ba tâm nghiệp tạp nhiễm vốn ở trong đại thừa mà sinh lòng chán mệt. Lại có bốn pháp: một ở nơi chúng hội mà nói lời hai lưỡi, hai ở nơi sư trụ a sa lê mà phát ra ngôn từ thô ác, ba đối với người đến cầu xin thì nói lời thêu dệt, bốn lừa dối trò người. Lại có bốn pháp: một không giữ gìn giới uẩn, hai không vượt khỏi đời khác, ba đánh mất thiện căn, bốn phá hoại sự trưởng trưởng thắng hạnh. Là có bốn pháp: một ở trong đại chúng khởi tâm ương bướng, hai ở chỗ chúng hội giữ tâm cao ngạo, ba thường nói ra lời ác, muốn trốn chạy tội lỗi, bốn dùng lời tạp loạn mà cho là kinh điển tế gia. Là có bốn pháp: một không đem tâm siêng hành ở chỗ vắng lặng, hai tâm nhiều tổn hại ở nơi chỗ náo nhiệt, ba không trồng thiện căn mà tưởng mình có phước đức, bốn trộm danh Bồ Tát để cầu lợi nuôi thân. Là có bốn pháp: một tâm không nhu thuận, hai tâm ấy thô bạo, ba tâm ấy tâm không điều phục, bốn đối với chúng sinh khởi tâm phiền khổ. Là có bốn pháp: một ỷ lại vào sự trì giới, hai ỷ lại vào đa văn, ba ỷ vào chỗ trú a lăng nhã, bốn ỷ lại vào công đức khổ hạnh. Là có bốn pháp: một cho ngã là thù thắng, hai cho pháp là thù thắng, ba chỉ một chút thiện căn mà cho là tối thắng, không hồi hướng bồ đề, bốn đầu tiên thì tu hành đại thừa, nhưng giữa đường thì tất pháp thanh văn duyên giác. Lại có bốn pháp: một chấp trước vào thân, hai chấp trước vào tâm, ba chấp trước vào giới, bốn không hướng đến thắng đạo. Lại có bốn pháp: một thân hiệu đến sinh chỗ thì chẳng cho, hai chạy theo lợi dưỡng mà tự cho là thanh tịnh, là còn vui mừng cái thế kẻ phá giới, ba mê đắm nhà thế, bốn đối với người giới luật tròn đủ mà lại sinh lòng sân hận, sinh khởi các sự ràng buộc bằng các việc làm gian khổ. Là có bốn pháp: một làm nhiều việc, hai cầu lợi nhiều, ba nói năng nhiều, bốn tri kiến nhiều. Là có bốn pháp: một ngã kiến chấp trước nơi ngã, hai chúng sinh kiến chấp trước chúng sinh, ba đoạn kiến chấp trước nơi vô tác, bốn thường kiến chấp trước nơi thân mạng. Là có bốn pháp: một ở nơi một việc mà sinh khởi trùng trùng muôn việc, hai đã sinh khởi rồi thì không thể làm chủ, ba không thể làm chủ nên sinh mệt mỏi, bốn vì mệt mỏi nên mới sợ hãi. Là có bốn pháp: một không tu trí tuệ để tăng thăng tiến lên các địa, hai không thể khéo tu thiền định, ba bỏ quên không hành thắng tuệ của chúng sinh, bốn tu nguyện và phương tiện mà khởi chỗ thủ đắc. Là có bốn pháp: một tùy miên chướng pháp mà căn tánh độn, hai tùy miên chướng nghiệp nên không siêng hành các thiện căn, ba tùy miên chướng phiền não, ba uẩn tùy chuyển, bốn chạy theo việc mà bỏ quên tâm bồ đề. Này hay ý, những loại bốn pháp như vậy làm chướng ngại ở trong đại thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hay Ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 12. Lúc Đức Thế Tôn giảng nói đại thừa, thâu giữ các pháp, trong chúng hội có 44.000 chúng sinh và 1.000 trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có 28.000 Bồ Tát đã pháp nhẫn vô sinh. Khi ấy tam thiên thế giới chấn động đủ 6 cách.
có ánh sáng lớn tỏa chiếu khắp mười phương. 1.000 chúng trời người ở trong hư không cùng phát lời khen ngợi và vui mừng vây quanh, là có mưa xuống vô số hoa trời phía diệu, nhạc trời tấu vang, tiếng trống trời trống lời ca, diệu màu cúng dường, tất cả đều dùng diệu kệ khen ngợi. Đại pháp tạng vô thượng như vậy, hôm nay Như Lai tự mở bày để lâu an trú đại từ bi vì các chúng sinh soi tỏ rõ. Nói kệ này rồi, họ liền bạch Phật, bạch Thế Tôn: nếu có người đối với đại pháp bảo tạng này của Như Lai có thể thọ trì dầu chỉ một phần rất nhỏ, thì người ấy mau chóng giải thoát mọi sự sợ hãi của địa ngục, dần dần sẽ có thể chuyển pháp luân vô thượng. Bạch Thế Tôn: vì như có người đi đến một châu thành làng xóm kia không xa lắm, thấy kho chứa châu báu nơi lòng đất nhiều vô kể, vì người này có tâm lợi ích nên liền đến nơi châu thành ấy nói với mọi người: các ngươi hãy khéo đến đó, nếu muốn tìm các châu báu thì ta biết nơi ấy, ta sẽ chỉ cho các ông châu số châu báu đang ẩn giấu. Bà Thế Tôn: trong châu thành ấy có một loại người tuy nghe lời nói ấy mà không chịu tin nhận, là có một loại người thì tin vào lời nói ấy nên liền cùng với người kia đến chỗ cất giấu báu. Phật báu tùy theo sức và trí của mỗi người, ta hồ lấy các châu báu đem về. Nhưng chỗ chứa này thì vô tận, cũng không phân biệt người này ta cho người kia, ta không cho người này được lấy, người kia không được lấy. Vì sao? Vì chỗ cất chứa vật báu ấy không hề phân biệt. Bà Thế Tôn: chư Phật Thế Tôn thuyết pháp đại pháp bảo tàng cũng là như vậy. Đức Phật ở trong A Tăng Kỳ Câu Chi Na Chô Ta Kiếp đã tích chứa bảo tàng diệu pháp vạn đại vô thượng như vậy, đã tích chứa rồi đến đạo tràng Bồ Đề thành đạo quả chánh giác, sau đó chuyển đại pháp luân ở vườn Lộc Uyển thuộc Đức Ba La Nại. Hôm nay Đức Thế Tôn lại chuyển chánh pháp trong đại hội này, mở bày đại pháp bảo tàng vô thượng. Nhưng Phật Thế Tôn dùng tâm không chấp trước, luôn khởi tâm đại bi, làm các việc lợi lạc cho mọi chúng sinh, nhưng họ không hề hay biết. Đức Phật Thế Tôn đã dùng phạm âm nhiệm màu khuyến dụ vùng khắp cả trời người Atula: các người nên đến đây để thọ trì pháp bảo quảng đại vô thượng. Pháp này có thể đoạn tận nguồn cội của sinh lão bệnh tử, có thể ban phát tất cả niềm vui di diệu vô tận. Bạch Thế Tôn, và có một loại người ngu si không đủ niềm tin nên đối với chánh pháp này không sinh thắng giải, là không thuận theo nẻo chánh, không thể phân biệt nên không sinh tính tâm. Và có một loại người đủ niềm tin đối với chánh pháp này có thể khéo phân biệt nên sinh thắng giải, là khởi sự thuận hợp chân chánh, có thể phân biệt rõ nên sinh lòng tin thanh tịnh sâu xa. Và đó mới có thể đối với đại pháp bảo tạng của Như Lai tùy sức nhận lãnh pháp bảo ấy, tự lấy pháp báu rồi lại khiến cho người khác ở trong pháp giải thoát của các thừa sinh tâm tinh hiểu. Hoặc có kẻ tính tích trú ở thừa thanh văn, hoặc tính tích trú thừa duy giác, và có người tích trú vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như đại pháp bảo tạng tối thắng vô thượng của Như Lai thì không cùng tận, cũng không phân biệt. Lại nữa, bạch Thế Tôn, lấy đại pháp bảo tạng vô thượng này đã khai mở chỉ bày rộng lớn như vậy, nhưng các chúng sinh đối với pháp tổng lược này không thể nắm lấy dẫu cho một phần rất nhỏ. Những người đó vì không được pháp báu nên hành ba niệm ác trong cõi sinh tử không cùng tận. Và Thế Tôn, nó lại có người đối với đại pháp bảo tạng vô thượng tóm lược này cho đến hoặc chỉ có thể thọ trì một bài kệ 4 câu thì người ấy đầy đủ 7 thánh tài, không bao giờ thiếu thốn, huống hồ là có thể tính phụng thọ trì một phẩm chánh pháp tóm lược của pháp hội rộng lớn này, hoặc lại thọ trì 2, 3, 4, 5, 10, 20, 70 phẩm cho đến có thể thọ trì trọn vẹn, thì người ấy đạt được công đức không thể tính đến. Vì sao? Vì pháp môn này không lìa tâm Bồ Đề, vì sự bức xúc đối với tất cả chúng sinh mà khởi tâm đại bi, cho nên nếu người nào có thể khởi tịnh tâm và thọ trì đọc tụng vì người khác giảng nói, để biết người ấy sẽ được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ được ngồi đạo tràng hàng phục quân ma ở trong đại thừa đất đại thần thông. Lúc ấy Thế Tôn khen ngợi các thiên tử: lành thay này chúng, các chúng thiên tử, các ngươi đã khéo giảng nói nên biết người khéo có thể thọ trì độc tụng chánh pháp này và sinh khởi thắng giải.
Nhân lý tu hành, tức ngày ấy đại kiến lập tất cả ngôn ngữ, công đức thắng diệu. Ngày ấy cũng đạt đến đỉnh cao của nhất thiết trí. Là biết người ấy rộng vì tất cả thế gian, tạo ra ánh sáng trí tuệ, tỏa chiếu rộng khắp, đến đầu tràng bồ đề, và không lâu sẽ thành đạo quả, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì người ấy có thể cởi xe đại thừa này. Bây giờ Thế Tôn lặp lại bằng kệ tụng: Kiến lập đạo tối thắng, các Phật thừa rộng lớn, như ánh sáng hư không hơn các thế gian. Ra khỏi ba cõi rồi là đến bồ đề tràng, không khởi tâm vướng mắc và lìa các ràng buộc. Tích tập câu chi kiếp, thuyết rộng lớn thanh tịnh, bồ bố thí thiền định, khiến nội tâm so bền, nhờ giới dứt các tội, thân tâm được thanh tịnh, lìa các tâm sợ hãi, đi đến bồ đề tràng. Tâm và ý bình đẳng và dung hết chúng sinh, tán vượt các thừa khác, là các thừa tạp lập tạm lập, hứa đến pháp đại thừa, khi chúng sinh hoan hỷ, dựng cao cờ đại pháp, thần túc như thuần ngựa, văn tinh tấn tương tục, thiền định làm toàn ngồi, xuất nhẫn nhục tùy đắc, đại trí tuệ quán đảnh, hàng phục các ngoại đạo, phá xong các quân ma, đến đầu tràng bồ đề, hướng về pháp đại thừa. Tâm từ là áo giáp, quan ác không thể hủy, hành đại bi kiên cố, hướng lý pháp thâm diệu, bốn thiền bốn thần túc, cởi bốn vô lượng hạnh, hàng có tâm bồ đề, không lìa bỏ chánh đạo, mười phương cõi vô biên. Tất cả chúng sinh giới đều ở đại thừa này an trú mà tiến tu, không khổ cũng không vui, không giảm cũng không tăng, trong Phật thừa tối thượng, độ thần lực như vậy, tu hành bốn niệm xứ cùng với bốn chánh đoạn, bốn thần túc cũng vậy, năm căn và năm lực. Như chỗ Phật khen ngợi, độ bảy giác chi báu, du hành tám chánh đạo để đến bồ đề tràng, dừng dứt các phiền não, trọn đầy ánh sáng pháp, phá tất cả trần ám, dứt thoát khỏi ba cõi, thần lực có thể gọi Đế Thích và Phạm Vương. Các ngươi khéo ngự tọa nơi đại thừa vô tỷ, ca ba la mật đa, nghĩa là tí và nhẫn, tinh tấn cùng thiền định, trí thần lực thắng tuệ và phương tiện quyền biến, nguyện chân thật thâu giữ, dẫu trăm ngàn quân ma đều có thể hàng phục. Các chúng sinh hủy giới, ưu tạo các nghiệp tội. Các Bồ Tát thù thắng tu tập nhiều công đức, và các tâm phát khởi, tâm bồ đề rộng lớn, bậc điều ngự đại thừa đều có thể quán sát mọi điển tịch thế gian, vô vàn nghĩa và hành, cho đến xuất thế gian các pháp thiện chân thật, hữu học và vô học. Duyên giác các thánh nhân, người trú nơi Phật thừa, giàu khắp nơi mọi cửa, hoặc đủ các phiền não và vô số tâm hành. Các chúng sinh khổ não luân chuyển cõi vi, người trú nơi Phật thừa Bồ Tát đều quán thấy, khiến họ đều dứt khổ, hướng về thừa rốt ráo và các kẻ biến giác, nhu nhược thiếu năng lực mà không thể vận tâm, dứt bỏ khổ chúng sinh, được nghe đại thừa rồi, tâm họ không sợ hãi, chỉ tìm nhân từ vui, không làm việc lợi người. Như đại lực sáng rỡ, có Bồ Tát đại trí, sức tinh tấn viên mãn, thường lợi ích chúng sinh, hành phương tiện đại bi, nội tâm tánh thanh tịnh do hành thừa tối thượng, nên tâm ấy hoan hỷ, khắp cả mọi thế gian, do biên đủ loại hành, thường trung hạ sai khác, căn tánh cùng ý tích. Hành thừa tối thượng này, Bồ Tát đủ đại trí. Trong sát na biết khắp, tâm hành các chúng sinh, thân đắc tướng vi diệu, các thân phần trang nghiêm, phát ra lời hay đẹp, tất cả nghe đều vui, tâm ấy được thanh tịnh, đủ thần thông thiền định, do hành thừa tối thượng công đức rộng lớn. Phật thừa tối thượng ấy được nghe khắp ba cõi cho đến tất cả Phật, không đoạn thánh Phật nhãn. Tăng trưởng tối thượng nhãn là pháp nhãn bừng sáng, siêu vượt chúng ba cõi, tức các A-la-hán. Thừa này tịnh vi diệu, không rơi trong cõi uế. Bồ-Tát hành thừa này sát na gặp chư Phật, đã đến mười phương cõi, không mệt cũng không giảm, quán thừa hơn hết thảy, hơn hết này. Có thần biến như vậy, đại sĩ thành hành Phật thừa, đi khắp các thế gian, siêu vượt hay sánh cùng, tìm cầu không thể được, sức dụng mạnh thế gian, đại oai thần Bồ Tát. Do hành thừa tối thượng, khiếp quân ma khiếp sợ, đạt sát lực uy lực, cùng đạt Phật bậc đại phúc,
hoặc đế thích vạn vương, luân vương cùng hộ thế, cho đến trời và người. Đặc an vui ba cõi, do hành thừa tối thượng, diệu lạc đều trọn đủ. Bồ Tát không tự cao, cũng không hề tự ti. Bố thí điều yêu mến, thí rồi không cầu quả, dùng từ tâm hoan hỷ, cũng thí cả đầu mắt, diệu hồi hướng bồ đề, do hành thừa tối thượng. Bồ Tát trì tịnh giới, hoặc đầy đủ phạm hạnh, giới cấm tịnh quang minh, ánh sáng vượt nhật nguyệt. Sắc tướng và dầu đủ đều không hề mong cầu vì cứu độ chúng sinh do hành thừa tối thượng. Bồ Tát nghe lời ác, không tức cũng không giận, dẫu nghiền nát thân ấy, cũng nguyện giúp quần sinh. Thân này còn dễ được, pháp phương khó gặp hơn. Do hành thừa tối thượng, đắc pháp nhẫn thanh tịnh, Bồ Tát nơi vô biên, trăm ngàn kiếp đến nay, qua lại trong cõi ác, chúng sinh tử lưu chuyển, phát sức đại tinh tấn, diệu cứu độ chúng sinh. Do hành thừa tối thượng, sức tinh tấn thành tựu, Bồ Tát đắc tịch tỉnh, pháp lạc màu thù thắng, biết pháp định công đức, mắt từ nhìn chúng sinh. Trong đó không ít phần vướng mắc vì thiền định, chớ nghĩ, chỉ nhớ nghĩ cầu mong được duyên gặp chư Phật. Bồ Tát biết các pháp nhân duyên sinh khởi không, ngã pháp và chúng sinh thể đều vô sở đắc, các kiến khéo thanh tịnh, thắng tuệ đều phục tâm. Diệu tuệ ấy thanh tịnh do hành thừa tối thượng, tất cả bốn thanh đế, bốn vô lượng tối định và năm loại trí thông, bốn vô ngại giải thoát ở trong bốn nhiếp pháp. Pháp thí là tối thượng của công đức như vậy, đều từ Phật thừa ra, tất cả mười lục Phật, pháp chư Phật vô biên. Phật gồm tiếng sư tử, thuyết pháp cho cõi người, giữa chân mày kim khẩu, phóng quang vô kiến đảnh, do hành thừa tối thượng, Bồ Tát không khó đạt. Đại thần thông chư Phật có ba loại tối thắng, đều phục khắp thế gian, chiếu sáng mọi tâm ý. Pháp chư Phật nêu giảng và lợi lạc châu chân thật, do hành thừa tối thượng đều mau chóng thành tựu. Ngữ nghĩa Phật tương ưng, không nhiễm không lỗi lầm, phạm âm khẩn na la, hòa nhã lại vừa lòng, gồm thâu cả thế gian, mọi ngôn âm chúng sinh nghe diệu âm chư Phật, tất cả đều hoan hỷ. Bồ Tát không lâu nữa đắc ngôn âm như Phật, quả Phật như hư không, tất cả đều hiện rõ. Bình đẳng nghe cùng cấp, lời pháp nghĩa tương ưng, chúng sinh nghe đều vui, phiền não thảy dứt sạch. Giả sử dùng thần lực đến bờ cõi hư không, nơi biển trong mười phương cũng có thể lường được. Do biên hành chúng sinh, xét na tâm còn biết, chỉ Phật thừa tối thượng, nó công đức không cùng. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát, Đại Hải Ý. Này Hải Ý, vì vậy nên biết, nếu có Bồ Tát muốn ở nơi chánh pháp rộng lớn như vậy, âm thầm hộ trì, khi chánh pháp trụ lâu ở đời, lúc tự tâm trong lắng rồi, thì đối với chúng sinh khác và Bồ Đạt Già La, tất cả căn trí thượng trung hạ của họ đều có thể biết rõ, và nên thọ trì cố nghĩa như vậy, đó là môn cú. Ấn cú và kim căn cú, thọ trì rồi sẽ được biết rõ như nghĩa, dùng tuệ tương ưng, phương tiện tối thắng và quan sát như lý. Này Hải Ý, sao gọi là môn cú? Đó là các môn được nêu bày biểu thị nghĩa tất cả pháp phân biệt. Môn chữ A bằng biểu thị nghĩa tất cả pháp vô sinh. Môn chữ B biểu thị tánh nghĩa đế nơi tất cả pháp. Môn chữ Na biểu thị nghĩa biết rõ danh sắc tất cả pháp. Môn chữ Nại biểu thị nghĩa tịch tỉnh, điều phục tất cả pháp. Môn chữ Xa biểu thị nghĩa vượt qua sự vướng mắc của tất cả pháp. Môn chữ Đa biểu thị nghĩa chân như tùy trú của tất cả pháp. Môn chữ Ca biểu thị nghĩa thấu đạt nghiệp báo nơi tất cả pháp. Môn chữ Xoa Xa biểu thị nghĩa bình đẳng như không sai biệt của tất cả pháp. Môn chữ Ma biểu thị nghĩa đại bi của tất cả pháp. Môn chữ Nghe biểu thị nghĩa tất cả pháp là vô cùng thâm diệu, khó thấu triệt cuồng cõi. Môn chữ Nha biểu thị nghĩa siêu việt sinh lão bệnh tử ở nơi các pháp. Môn chữ Đà biểu thị nghĩa pháp giới vô sai biệt nơi tất cả pháp. Môn chữ Tiết biểu thị nghĩa Samatha viên mãn tất cả pháp. Môn chữ Khư biểu thị nghĩa hư không sáng tỏ tất cả pháp. Môn chữ Xoa biểu thị nghĩa tất cả pháp thể đều là vô sinh. Môn chữ Nghe giả
Biểu thị nghĩa, trí không chấp trước nơi tất cả pháp. Môn chữ ta, biểu thị nghĩa khi biết rõ về xứ, phi xứ ở tất cả pháp. Môn chữ cơ kê, biểu thị nghĩa biết rõ các uẩn của tất cả pháp. Môn chữ xá, biểu thị nghĩa rốt ráo, không biên vực của tất cả pháp. Môn thân tịch tịnh, biểu thị nghĩa không tham nhiễm nơi tất cả pháp. Môn tâm tịch tịnh, biểu thị nghĩa điều phục sân si nơi tất cả pháp. Môn chỉ tức, biểu thị nghĩa quy hướng không vướng mắc nơi tất cả pháp. Môn thâm cố biểu thị nghĩa xuất ly ba cõi của tất cả pháp. Môn trú thập tánh, biểu thị nghĩa trú pháp giới của tất cả pháp. Môn vô thủ, biểu thị nghĩa tướng giải thoát của tất cả pháp. Môn vô chấp trước, biểu thị nghĩa xa lìa tranh luận của tất cả pháp. Môn vô tạp nhiễm, biểu thị nghĩa tướng thanh tịnh tất cả pháp. Môn pháp tự tánh, biểu thị nghĩa sau này vốn sáng sạch của tất cả pháp. Môn diệu quang minh, biểu thị nghĩa sáng rực của tất cả pháp. Môn quán tưởng, biểu thị nghĩa ly tán của tất cả pháp. Môn vô nhiếp tạng, biểu thị nghĩa không hòa hợp của tất cả pháp. Môn bồ đề, biểu thị nghĩa bình đẳng nhất vị của tất cả pháp. Môn niết bàn, hiện bày nghĩa xa lìa các phiền não của tất cả pháp. Này hãy ý người có thể tọa trì các môn cũ như vậy thì tự tâm được lắng trọng. Nói với các chúng sinh khác và Bồ Đắc Già, gia căn tán thượng trung hạ, giờ ấy đều có thể biết rõ. Lại nữa này hãy ý, sao gọi là ấn cú? Đó là ấn chứng làm rõ tất cả pháp giải thoát. Vì pháp vốn không hai, không hai sự thanh tịnh, ấn chứng tất cả pháp nhị biên là vô biên, dự đoạn và thường đều thanh tịnh, ấn chứng tất cả pháp thể đều lìa tham, như trong môn tận và cõi tận đều vô tận, không biên vực, ấn chứng tất cả pháp không cao không hạ, vì tánh của thực tế vốn bình đẳng thanh tịnh, ấn chứng tất cả pháp như hư không, như vượt ngoài nẻo quan sát của năm mắt, ấn chứng tất cả pháp trụ nơi hư không, vì pháp giới tức hư không giới, ấn chứng tất cả pháp là không phân biệt, nhưng đều hội nhập nơi pháp giới. Ấn chứng tất cả pháp, vì pháp không có tướng phân biệt. Ấn chứng tất cả pháp chân như, vì đời trước sau đều như thật. Ấn chứng về thực tế tất cả pháp, vì xưa nay vốn thanh tịnh. Ấn chứng tất cả pháp là không, vì các pháp hữu vi đều đồng đẳng. Ấn chứng tất cả pháp là vô tướng, như sẽ liền mọi đối tượng duyên sai biệt. Ấn chứng tất cả pháp là vô nguyện, vì sẽ liền các chốn mong cầu. Ấn chứng tất cả pháp là vô thường, vì tự tánh là vô tánh. Vô tướng ấn chứng tất cả pháp là khổ, vì tướng của năm uẩn khéo thích tập. Ấn chứng tất cả pháp là vô ngã, vì tự tánh là vô ngã. Ấn chứng tất cả pháp là vắng lặng, vì rốt ráo là bất động. Ấn chứng tất cả pháp thành thật, vì tánh nghĩa đế thấu tóm cung cấp. Ấn chứng tất cả pháp là bất động, vì chủng tự vô trụ. Ấn chứng tất cả pháp là bất toại bất hoại, vì quyết định rốt ráo. Ấn chứng tất cả pháp là như như, vì mọi lãnh vực trước sau đều không đoạn dứt. Ấn chứng tất cả pháp ba đời bình đẳng, vì ở trong tất cả xứ đều cùng một vị. Ấn chứng tất cả pháp là vô sinh, vì tự tánh là vô sở hữu. Ấn chứng tất cả pháp là vô diệt, vì tự tánh là vô sinh. Ấn chứng tất cả pháp là không đối đãi, vì lìa tăng thượng mạng. Ấn chứng tất cả pháp không có hí luận, vì tất cả tầm và tứ đều không thích tập. Ấn chứng tất cả pháp sáng rõ vô tướng, vì chỗ hiện ra không có các sắc tướng. Ấn chứng tất cả pháp là vô nhiễm, vì đoạn dứt sự nương trú. Ấn chứng tất cả pháp không thành tựu, vì sự đối trị không thể thù đắc. Ấn chứng tất cả pháp là phi nghiệp báo, vì tất cả là không tạo tác. Ấn chứng tất cả pháp là vô vi, vì đều xa lìa các phần vị sanh diệt. Ấn chứng tánh của tất cả pháp là bình đẳng, vì các pháp bình đẳng như không, đều không sai biệt. Này hãy ý, đó là ấn cứu. Các ấn cứu như vậy mới là ấn bồ đề của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại. Ấn cứu như vậy sinh ra từ trong 48.000 pháp uẩn. Ấn cứu như vậy thuộc cấp trí ấn tối thượng của chư Phật và Bồ Tát, màu trong chân đắc pháp nhẫn vô sinh. Này hãy ý, với các ấn cứu như vậy, các chúng sinh không trồng căn lành sẽ không được duyên nghe lãnh hội. Là nơi pháp môn này có thể khéo hàng phục hết thảy nghiệp ma. Này hãy ý, tất cả tạng báo tổng trì vô tận có thể chứa giữ tất cả pháp, pháp đó đều lưu xuất từ trong ấn cứu.
là nửa 84.000 môn tam ma địa môn cùng nhập khắp nơi 84.000 tâm hành của chúng sinh, 1.000 môn ba la mật đều từ ấn cũ như vậy mà lưu xuất ra. Nhưng ấn cũ ấy vẫn tùy thuận nơi mọi pháp môn đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 12.